Thần thoại về Sisyphus, bảo chúa quỷ quyệt từng đánh bại các thần chết Thanatos Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với News TV. Sisyphus là nhân vật nổi tiếng với những trò chơi khăm, lừa gạt các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Không chỉ vi phạm một loạt quy tắc thần thánh, Sisyphus còn nhiều lần lương lẹo đánh bại các thần chết Thanatos. Ông đã bị các vị thần trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải nâng một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh và bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời. Và để biết truyền thuyết về Sisyphus như thế nào mời quý vị và các bạn hãy xem hết video này nhé vị vua gian xảo lừa dối cả thánh thần sisyphus là con trai của vua aeolus là người sáng lập và là vị vua đầu tiên của ifira thành phố vinh quang của corinth sisyphus là một kẻ thống trị đầy tham vọng và tàn nhẫn người đã không ngần ngại sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực và tránh mất ảnh hưởng đến những kẻ thù của mình người ta thường đồn đại về các kho vàng bạc châu báu của sisyphus ở nơi này nơi khác nhiều đến mức tính không xuể người ta cũng thường bàn luận đến cái tài làm giàu của sisyphus với một thái độ chê cười và khinh bỉ coi đó là sự tán tận lương tâm sự thông minh một cách độc ác bất nhân bất nghĩa Tuy vị vua Sisyphus đã thúc đẩy giao thông, thủy và thương mại, đem lại giàu có thịnh vượng khủng khiếp cho vùng đất này, nhưng hầu hết đều dựa trên những trò lừa đảo gian dối và mưa mẹo vô nhân tính của ông ta đối với thương nhân. Sisyphus thậm chí không ngại bày mưu hãm hại thương nhân nước ngoài nếu điều đó đem lại lợi ích cho ifira Đó là một sự xúc phạm đến bộ luật Xenia, một bộ luật được lập ra bởi thần Zeus tối cao nhằm thể hiện sự hiếu khách đối với các khách du lịch và khách đến tham vương quốc. Không những vậy, vua Sisyphus còn tình cờ chứng kiến thần Zeus bắt cóc Aegina, con gái của thần sông Asopus. Khi ấy, Sisyphus hứa sẽ tiết lộ cho Asopus về việc ai đã bắt cóc Aegina. Đối lại, thần sông Asopus sẽ tạo ra mùa xuân vĩnh cửu cho thành phố của Sisyphus. Đã được thỏa thuận với Aesopus, vua Sisyphus đã đứng ra làm chứng chống lại thần Zeus và có được sự giàu có cho bản thân và thần dân của mình. Tuy nhiên, niềm vui của Sisyphus không kéo dài bao lâu khi thần Zeus ra lệnh cho thần chết Thanatos đưa vua Sisyphus đến cõi âm để trừng trị. Không rõ bằng cách nào Sisyphus biết được nhiệm vụ của Thanatos. Sau đó, Sisyphus lập mưu lừa Thanatos khiến vị thần bị trói lại bằng chính dây xích thần thánh của mình. Bị bắt làm tù binh, chân cùm, tay xích, cổ gông, đêm cũng như ngày bị giám sát nghiêm ngặt. Việc thần chết Thanatos bị bắt khiến cho trật tự trong thế giới của thần Sias cai quản bị đảo lộn. Không có ai là người lên dương gian bắt đi cái linh hồn xuống âm phủ. Vì lẽ đó mà trong một khoảng thời gian khá dài, những người trần đoạn mệnh chúng ta chẳng có ai bị chết cả. Không có người chết thì thế giới của thần Hades trở nên vô ích, chẳng có việc gì để làm cả. Từ lão chở đò Charon cho đến chó nghèo Cerberus, rồi các quan tòa, vân vân. Nhưng tai hại hơn nữa là không có người chết thì không có cúng lễ hiến tế. Lễ tang cũng chẳng có mà lễ gọi hồn cũng không. Do đó các vị thần bất tử từ thần Zeus trên thiên đình cho đến thần Hades dưới âm phủ không được hưởng chút bổng lộc lễ vật nào cả. Mọi thứ chỉ trở lại bình thường nhờ vào sự giúp đỡ của thần chiến tranh Ares khi vị thần này đích thân đi giải cứu Thanatos khỏi xiềng xích. Và Thanatos không quên thực thi các sứ mạng mà thần Zeus đã giao cho là tước đoạt luôn linh hồn của tên vua tinh ranh kia đem về vương quốc âm phủ giao cho thần Hades. Tuy nhiên Sisyphus cũng đoán ra rằng thần chết sẽ trở lại và đã lên sẵn kế hoạch cho việc này. Trước khi chết, Sisyphus thuyết phục vợ mình rằng không được chôn xác, không cúng bái hoặc tổ chức một lễ tang cho ông. Vậy nên ông đến bờ sông Styx mà không có tiền trả cho Charon. Với những lời lẽ ranh ma của mình, ông đã thuyết phục được thần Hades và Persephone cho phép ông trở lại vùng đất người sống để ông có thể trừng phạt vợ mình và khắc phục những sai trái này. Xong việc ông xin lại xuống âm phủ và sống trọn đời làm tôi tới cho thần. Hai vị thần nghe có lý nên đã không cảnh giác trước kế hoạch của Sisyphus, dễ dàng đồng ý và cho phép ông quay lại dương gian gặp vợ mình. Một lần nữa, vị vua này đã đánh bại được các vị thần bằng chính những lời xảo trá của mình và tiếp tục cuộc sống vương giả của bậc đế vương. Sisyphus và tảng đá vĩnh cửu. Ở dưới âm phủ, hai vợ chồng Hades, Persephone chờ mãi, chờ mãi, mà không thấy lễ hiến tế, cũng chẳng thấy Sisyphus quay lại. Thần Hades cai quản cõi âm nhiều lần triệu hồi Sisyphus về cõi âm, nhưng vị vua này cố trì hoãn. Cho đến tận thời điểm này, họ mới biết rằng họ bị Sisyphus đánh lừa. Thần Hades vô cùng tức giận ra lệnh, gọi ngay thần chết Thanatos đến và ra lệnh phải bắt ngay linh hồn Sisyphus xuống âm phủ. Thanatos không hề chậm trễ, bay vút lên trần gian ngay lập tức. Đến cung điện của Sisyphus thì thấy vị vua này đang mở tiệc ăn mừng. Đứng ngoài cửa, thần chết Thanatos nghe rõ tiếng Sisyphus nói với một vẻ kiêu căng ngạo mạn. Nào xin mời các quý khách, xin các ngài hãy uống mừng cho Sisyphus này đã lập được một chiến công hiện chưa từng có. Thử hỏi các anh hùng dũng sĩ đã có ai là người chết rồi xuống vương quốc âm phủ của thần Hades rồi mà lại trở về được chưa? Nếu không có các vị thần giúp đỡ thì chưa từng có một người trần thế nào mà lại xuống được thế giới âm phủ rồi lại trở về. Còn ta, ta đã bị thần Thanatos bắt đi, thế nhưng ta lại trở về được với dương thế. Chỉ có độc nhất Sisyphus này lập được một kỳ tích như vậy. Nào các vị hãy nâng chén uống mừng cho Sisyphus này. Nghe những lời nói đó, Thanatos tức giận liền đạp cửa xông vào bàn tiệc xích ngay linh hồn của Sisyphus, thế là chấm hết cuộc đời của tên vua xảo quyệt, lừa dối cả thánh thần. Chẳng ai thương tiếc Sisyphus cả, từ thần linh cho đến những người tròn đều nghĩ, thật đáng đời cái tên vua gian xảo, lừa lọc. Trước tòa án công lý của thế giới âm phủ do thần Hades chủ tọa, Sisyphus bị kết án khổ sai cực hình. Sisyphus bị đưa đến núi Tartarus. Ông ta ngày ngày phải vần, lăn một tảng đá cực lớn từ dưới đất lên ngọn núi cao dốc đứng. Không thể nào nói hết được nỗi cực nhọc khốn khổ của công việc đó đến như thế nào. Mệt tưởng đứt hơi, khát đến cháy cổ, mồ hôi đổ ra như tắm nhưng không thể hoàn thành được công việc. Sisyphus cứ vần, cứ lăn tảng đá gần đến đỉnh núi thì nó lại bật ra khỏi tay lao xuống dốc thế là bao nhiêu mồ hôi công sức mất hết sisyphus lại phải bắt tay làm lại từ đầu xuống chân núi lăn vần tảng đá lên ngày này qua ngày khác sisyphus cứ phải làm cái công việc khổ sai cực hình như thế một công việc vô nghĩa và không có kết quả để thấm thế với tội lỗi mà ông ta đã phạm phải trong những ngày sống trên dương thế ngày nay trong văn học thế giới có thành ngữ tảng đá của sisyphus công việc của sisyphus nỗi vất vả của sisyphus đều ám chỉ một công việc nặng nhọc vất vả tái diễn trong đời sống hoặc chỉ một công việc nặng nhọc vất vả mà không biết đến bao giờ mới chấm dứt không biết kết quả ra sao một công việc lặp đi lặp lại đến chán ngấy bị coi như là một cực hình ý nghĩa về thần thoại sisyphus trong thực tế trong thời hiện đại của chúng ta thần thoại sisyphus đôi khi được sử dụng để mô tả những nỗ lực vô ích của con người để thoát khỏi thực tế và giới hạn của nó huyền thoại sisyphus diễn tả bi kịch của đời người dù sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh con người chỉ sống bằng những tháng ngày lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa miệt mài lao động đạt điều mơ ước hết mong ước này đến mong ước khác cứ ngày ngày qua tháng nọ nhưng rồi khi đối diện với cái chết tất cả những thứ chúng ta nỗ lực đạt được trở nên vô nghĩa bởi thế trong thâm tâm con người nuôi một thắc mắc khôn nguôi chúng ta sống để làm gì Albert Camus đã giới thiệu triết lý của ông vào năm 1942 về điều phi lý trong cuốn sách Le Myth de Sisyphe, truyền thuyết Sisyphus của mình. Dù nhận thấy cuộc sống của con người thật vô lý, Camus vẫn không chấp nhận việc tự tử và coi đó như là một giải pháp tiêu cực. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề khi cuộc sống gặp rắc rối, và ông đưa ra gợi ý rằng một cuộc sống vốn là phi nghĩa và nó vẫn phải tiếp tục, nên hãy thừa nhận sự vô lý đó như thể là thử thách để vươn lên trong cuộc đời phát hiện của albert đã từng là đề tài thu hút sự quan tâm của độc giả châu âu nhưng một khi nhận ra sự phi lý của cuộc sống khi cứ phải nỗ lực không ngừng rồi chết con người ta bắt đầu bị đẩy sang một cực đoan khác họ muốn được sống cho bản thân nhiều hơn phóng túng và nuông chiều bản thân nhiều hơn họ quan tâm tới lợi ích của mình mà bỏ quên người khác vì đằng nào cũng sẽ phải chết thật ra ý nghĩa thật sự đằng sau câu chuyện về sisyphus chính là cuộc sống của con người vốn là một vòng lặp của sinh tử luân hồi như hình ảnh khôi đá tròn Sisyphus phải đẩy. Dù chúng ta có nỗ lực đưa cuộc đời mình lên được tột đỉnh vinh quang, thì nó lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu sau một lần luân hồi chuyển sinh. Dù trong lúc sống, Sisyphus có được sự giàu có và hạnh phúc cho mình và người dân của mình, thế nhưng vì đắc tội với thần, anh ta sẽ phải chịu sự trừng phạt lặp đi lặp lại. Số phận của con người vốn là do thần an bài, việc đắc tội với thần Sias chỉ là hình ảnh ẩn dụ. Điều truyền thuyết muốn ám chỉ ở đây là con người một khi làm sai với thiên lý thì phải chịu sự trừng phạt. Chúa Giêsu cũng từng nói rằng, con người, người có tội. Kinh Thánh cũng viết lại rằng, mọi người đều phạm tội và không thể phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vua David của Israel từng nói, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội. Tại sao lại như vậy? Nhiều tôn giáo và truyền thần thoại, dân gian của các dân tộc khác nhau trên thế giới đều có một ngụ ý rằng con người sinh ra đã là có tội cũng có tín ngưỡng giải thích rằng bởi vì con người vốn là sinh mệnh ở các tầng thứ cao hơn, nơi của các vị thần, vì vi phạm luật của vũ trụ nên từng tầng hạ xuống và khi làm người thì sẽ trong mê mờ mà luân hồi không thôi. Các sinh mệnh cao tầng hơn không phải luân hồi. Thế nên các tín ngưỡng cổ xưa đều bảo con người phải tu luyện để về cõi niết bàn, miền cực lạc hay thiên đường nước chúa chính là để thoát khỏi vòng luân hồi lặp đi lặp lại một cách vô lý. Thế nên cuộc đời con người sẽ phụ thuộc vào sự an bài của thần, nhưng cũng có thể thay đổi hoàn toàn được sự an bài đó nếu con người đi trên con đường tu sửa tâm tính, loại bỏ những nhân tâm không tốt để trở về nơi mà vốn từ đó chúng ta xuống đây. Theo như thần thoại thì sau khi chết, con người sẽ được ngồi trước tấm gương lớn mà nhìn lại cuộc đời của mình, từ đó luận công và tội khi còn sống trên dương gian, và công tội đó sẽ ảnh hưởng tới đời sau của họ. Như vậy, các tín ngưỡng dân gian và những câu chuyện thần thoại đều có ngụ ý về sự trả giá, luân hồi, nhân quả của đời người. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của những câu chuyện thần thoại cổ xưa bởi nó mang tính giáo dục rất lớn, góp phần ổn định trạng thái đạo đức xã hội. Đừng có góc nhìn văn hóa, nó không chỉ là những câu chuyện thần thoại, mà nó chính là đức tin của con người trong cuộc sống. Con người trong xã hội hiện nay tưởng chừng như phát triển ngày càng văn minh, ngày càng hiện đại, nhưng thực chất con người đang dần xa đạo đức tốt đẹp ban đầu của họ. Sự thoái hóa về tư tưởng đã tạo ra những hành vi méo mó về chuẩn mực làm người con người ngày càng không tin vào sự tồn tại của thần phật vào nhân quả và vào báo ứng không có gì ước thúc hành vi và suy nghĩ của họ họ sẵn sàng làm trái với thiên lý với quy luật tốt xấu của vũ trụ đó chính là lý do cho sự xuống dốc không phanh của đạo đức con người hiện đại trên đây là truyền thuyết về thần thoại về Sisyphus, bạo chúa quỷ quyệt từng đánh bại các thần chết Thanatos. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho News TV có thêm động lực để ra nhiều video hay phục vụ cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.